2. Chào cả nhà nha. Trước mặt cả nhà là đền thánh. Bên trong nội ô tòa thánh Tây Ninh nha cả nhà. Hôm nay cả nhà thấy cờ hoa rất nhiều, rất đẹp nha. Cả nhà thấy đây, quay cận với cả nhà. Sáng ngày hôm nay vừa mới dựng rất là nhiều cờ hoa, rất đẹp. Đây phía trước cờ hoa rất nhiều, rất đẹp nè. Thì gia đình Happy mới cập nhật thấy các chú đang dựng cờ hoa rất nhiều. Gia đình Happy lại hỏi thăm thì các cô chú nói rằng là chuẩn bị cho lễ lớn rằm tháng 10 nha cả nhà. Thì tối nay cũng có cúng đàn, cúng buổi khuya nữa. Rồi ngày mai lúc 8 giờ thì có diễu hành. Không có lớn như là múa rồng hội yến Diêu Trì Cung, nhưng mà cũng có diễu hành, có múa linh vật nha cả nhà. Cả nhà nhớ đón xem nha. Còn bây giờ mới là chuẩn bị thôi. Gia đình Happy chia sẻ với cả nhà là chuẩn bị có lễ lớn rằm tháng 10 bên trong nội ô tòa thánh nha cả nhà. Cờ hoa này là mới gắn lên hồi sáng này thôi nha cả nhà. Mới vừa xong luôn, gia đình Happy cập nhật liền. Bây giờ gia đình Happy sẽ cập nhật toàn cảnh tòa thánh chuẩn bị cho đại lễ lớn rằm tháng 10 nha. Đại lễ lớn rằm tháng 10 đây, sau lưng cả nhà thấy nè, là đền thánh. Cả nhà thấy video hữu ích, bấm like ủng hộ tinh thần gia đình Happy nha, xin cảm ơn rất nhiều. Ở phía trước này cũng có một cái cờ rất là lớn, ở đây mới treo lên luôn nha cả nhà. Gia đình Happy cập nhật nền mây hôm nay xanh đẹp quá. Sẵn tiện gia đình Happy chia sẻ với cả nhà nha. Đây, cờ hoa văn lối quá trời luôn, rất đẹp. Đền thánh đã được đại trùng tu, hoàn thành lên màu mới cách đây 2 tháng rồi nha cả nhà. Còn các hạng mục khác thì vẫn đang tiếp tục đại trùng tu, chuẩn bị cho 100 năm thành lập. Hôm nay bên cạnh việc quay toàn cảnh xung quanh đền thánh thì gia đình Happy sẽ cập nhật các hạng mục nào đã đại trùng tu hoàn thành và hạng mục nào mới bắt đầu đại trùng tu cho kịp 100 năm, cho kịp đại lễ Đức Chí Tôn vào mùng 9 tháng Giêng năm tới nha cả nhà. Đây là cờ hoa rất nhiều, vừa dựng lên hồi sáng này nha. Rồi dăng cái dây dài, cái mặt sân này gọi là mặt sân Đại Đồng Xã nha cả nhà. Mặt sân Đại Đồng Xã, ở đây có lá cờ siêu bự luôn. Phía bên phải cả nhà thấy khu vực này là Tây Khán Đài. Khu vực này là mới dựng dàn giáo ngày hôm qua thôi nha cả nhà. Là hạng mục mới nhất đang chuẩn bị đại trùng tu cho kịp 100 năm thành lập nha cả nhà. Một chút nữa gia đình Happy sẽ chạy lại cận cho cả nhà cùng xem nha. Nhưng mà chủ đề chính hôm nay là cờ hoa vừa mới dựng lên để chuẩn bị cho lễ rằm tháng 10 nha cả nhà. Ở đây, nó lá cờ cũng mới dựng lên đây nè cả nhà, thấy là treo ngay cái ngọn tháp phía trước. Cờ hoa ngập lối rất đẹp luôn. Rồi, góc chia sẻ cả nhà nè. Ở trên đây cũng gắn cờ xung quanh, treo cao, treo cao, treo cao, gắn cờ cao hết rồi nè. Là mới dăng lên hồi sáng này thôi nha cả nhà. Rồi phía đằng đẵng cũng có gắn cờ xung quanh, toàn cảnh tòa thánh đều có gắn hết. Bây giờ gia đình Happy sẽ chạy một vòng toàn cảnh tòa thánh cho cả nhà cùng xem nha. Là đã chuẩn bị. Hồi nãy có hỏi các cô chú lúc gắn cờ á, là 8 giờ ngày mai thì có một cái buổi diễu hành làm lễ. Thì cả nhà có thể ngày cuối tuần, nếu mà mình có thể đến tòa thánh tham quan check in thì có thể tham gia nha. Hoặc là xem qua video của gia đình Happy nha, xin cảm ơn rất nhiều. Ở đây cả nhà thấy có biển số số 51 nè, là du khách. Du khách mới quẹo vô đây để mà check in tham quan nha cả nhà. Rồi, đây toàn cảnh tòa thánh. Phía này, về phía bên này là nữ phái, bên trái là nữ phái, bên phải là nam phái. Bên trái là Lôi Âm Cổ Đài, bên phải là Bạch Ngọc Trung Đài nha cả nhà. Cái góc chia sẻ với cả nhà nè, đền thánh vào buổi sáng đang rất là đẹp, chuẩn bị cho
đại lễ rằm tháng 10 này nha cả nhà. Cầu hoa là mới dâng lên hồi sáng này thôi, và cầu hoa đang dâng lên kéo dài cho đến điện thờ Phật Mẫu nha cả nhà. Rồi rồi, một chút nữa gặp cái chị này ở cái khu vực mà cái tường rào bị tai nạn mà xe mới bị đây. À, chị có quay lại hả? Rồi một chút nữa em cập nhật, em đang quay bên xung quanh đây cái. Dạ dạ dạ, chào chị nha. Rồi rồi, hồi sáng có gia đình Happy có đi cập nhật cái hôm qua có một cái tai nạn mà tông vô cái hàng rào, làm bể cái hàng rào á nha cả nhà, của tòa thánh Tây Ninh. Một chút nữa gia đình Happy sẽ chạy ngang khu vực đó nha. Và cái chị đó là cái chị bán vé số ở ngay cái khu vực phía trước đó, chị có quay hình lại được, chị muốn chia sẻ đó, một chút mình sẽ cập nhật nha. Cả nhà có thể vô xem cái mục hồi sáng này gia đình có Happy ở mục phát trực tiếp nha. Rồi tiếp tục nè, cái góc này là cái góc cả nhà nhìn thấy đền thánh rất đẹp. À, xung quanh đây nè, cờ hoa rất là nhiều, ở đây cũng có cờ nữa nè. Đây, mới dựng lên hồi sáng này luôn nè. Ở đây có biểu tượng, cả nhà thấy nè, là Bình Bát Vu, Quyển Xuân Thu và Phất Chủ nha. Nhiều khi nhiều du khách đi ở đây nhưng mà không biết biểu tượng này là gì. Góc chia sẻ với cả nhà nha, là biểu tượng là Bình Bát Vu. Bình Bát Vu là biểu tượng của Phật giáo mà đi khất thực đó nha cả nhà. Rồi Quyển Xuân Thu và Phất Chủ. Phất Chủ giống như là Phất Trần đó nha cả nhà. Đây biểu tượng. Rồi lá cờ ba màu luôn. Ba màu là biểu tượng của ba, giống như là ba món đồ đó cả nhà, là ba màu đây luôn. Biểu tượng là Tam Giáo Quy Nguyên. Góc chia sẻ với cả nhà nha, vàng xanh đỏ là Phật Tiên Thánh nha cả nhà. Rồi cái vị trí ngay chỗ này, ở phía trước cầu hoa rất nhiều. Đây là cổng số 11 hiện tại, nhưng mà ngày xưa là cổng số 1 cũ nha cả nhà. Hướng này đi thẳng là hướng đi ra núi Bà Đen. Con đường này là con đường du lịch đắc địa, hướng ra đường phủ nha cả nhà. Xung quanh đây cũng có cờ rất là nhiều, bên đây cũng có dựng cờ và bên trái cũng có. Đây, góc chia sẻ với cả nhà. Đây, cờ treo cao lên tới trên đây luôn nè. À, tức là cờ văng phủ đầy luôn. Và tòa thánh Tây Ninh với diện tích là gần 100 mẫu, chính xác là 96 mẫu, tức là 96 hectare đó, rất là lớn nha cả nhà. Mà để văng hết cái này là đội ngũ hồi sáng này đi quanh đây thấy rất là nhiều cô chú để mà văng cờ hết tòa thánh Tây Ninh luôn nha cả nhà. Ở đây cũng có văng cờ ở đây nữa nè, rất là nhiều luôn. Wow, bên hông cả nhà thấy mái đẹp. À, đánh trống, tiếng trống là ngay cái chỗ qua nhà gác cửa số 11 nha cả nhà. Tiếng trống là đang vang ra ngay chỗ đó đó, nhà gác cửa số 11. Ở đây cả nhà thấy bên đây cũng có văng cờ, ở đầu cũng có cờ. Cờ cửa số 11 hay cửa số Hòa Viện là được đại trùng tu cách đây 2 tháng à, trước đại lễ hội yến Diêu Trì Cung đã hoàn thành, là rất đẹp nha cả nhà. Góc chia sẻ với cả nhà nha. Rồi tiếp tục cập nhật một vòng xung quanh. Bây giờ sẽ chạy xe cập nhật một vòng cho cả nhà xung quanh toàn cảnh tòa thánh Tây Ninh, chuẩn bị cho đại lễ rằm tháng 10 này nha cả nhà. Thì đại lễ này không có lớn bằng đại lễ Đức Chí Tôn và hội yến Diêu Trì Cung rằm tháng 8, nhưng là một trong những lễ lớn trong năm của đạo nha cả nhà. Rồi let's go. Gia đình Happy đang phát trực tiếp ở kênh Happy TV với chuẩn Full HD nha cả nhà. Nhưng mà thỉnh thoảng nếu mà dung lượng nó không có đầy đủ á, chất lượng không cao á, cả nhà có thể xem tường thuật lại chuẩn 4K ở kênh Tuệ An Happy Family nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Bây giờ là bắt đầu hành trình một vòng xung quanh tòa thánh, đồng thời đi ngang cái chỗ cái cô hồi nãy. Hôm qua có một sự kiện, một sự kiện gọi là rần rần mạng xã hội khắp Tây Ninh luôn, là có một chiếc xe gây ra tai nạn, ủi đâm hư nguyên cái hàng rào ngay gần cửa số 12, tức là cửa số 2 cũ đó nha cả nhà. Một chút nữa gia đình Happy có chạy ngang khu chỗ đó cập nhật với cả nhà nha. Cả nhà đón theo dõi nha.
ở đây là Tây Khán Đài, ở đây là đang đại trùng tu chuẩn bị cho 100 năm thành lập, mới dựng dàn giáo ngày hôm qua nha cả nhà, mới dựng dàn giáo ngày hôm qua thôi. Gia đình Hobby có phát trực tiếp ngày hôm qua Tây Khán Đài nha, cập nhật với cả nhà. Đây đi ngang cho cả nhà thấy nè, là đang đại trùng tu. Ở đây dàn xe hết nha cả nhà. Rồi. Bên đây cả nhà thấy bên trái nè, cờ hoa rất nhiều đã treo lên hồi sáng này, vừa mới treo lên nha cả nhà. Còn bên phải này cả nhà thấy khỉ quá trời luôn. Điểm đặc trưng ở trong tòa thánh Tây Ninh là quất rất là nhiều khỉ nha cả nhà, thấy nè khỉ nè. Wow. Trời ơi. Hello. Khỉ quá trời luôn nha cả nhà. Mình đang ở rất là cận, rất là gần đàn khỉ tự nhiên nha cả nhà ơi, chứ không phải trong vườn thú nha. Ôi đây có một con khỉ đang ngậm một cái kiến xe nha cả nhà, nhìn thấy nè. Đang ngậm một cái kiến xe nha. Còn đây là một con khỉ đang bắt chí cho mẹ nè. Wow. Đây khỉ bắt chí. Con xanh nó tiến lại gần mình dữ quá vậy. Wow. Rồi cự ly gần lắm luôn nha cả nhà ơi. Rồi đang ngồi xuống luôn rồi kìa gãi. Rồi. Đây là bonus thêm nha cả nhà. Thôi tiếp tục. Vô tình ngồi ra giữa đường luôn, không có sợ luôn nha cả nhà ơi. Rồi đang ngồi gãi kìa. Wow. Đây ngồi nè, không có sợ luôn á. Rồi đây cờ hoa rất nhiều. Khu vực này là khu vực bên đây ba bủ tháp thì cập nhật với cả nhà hang. Bủ tháp bên phải chỗ này trước mặt cả nhà là bủ tháp của Đức Thượng Sanh, thì dàn giáo tre vẫn còn chưa gỡ ra nha cả nhà. Dàn giáo tre vẫn còn chưa gỡ ra. Bủ tháp của Đức Thượng Sanh nha. Còn ở giữa, ở giữa là bủ tháp của Đức Hộ Pháp thì đã hoàn thành dỡ dàn giáo tre ra rồi, còn hạng một sơn phết ở dưới chân nữa thôi. Coi như là hoàn thành 99% rồi nha cả nhà, không còn dàn giáo tre nữa. Đây là bủ tháp của Đức Hộ Pháp nha cả nhà. Ở phía trước này có dựng rất là nhiều cờ hoa nè cả nhà thấy nè, rất là đẹp nha. Đây. Dựng dàn giáo tre ra rồi, cả nhà thấy. Bây giờ có dựng cờ hoa hồi sáng này nè. Và bộ pháp của Đức Hộ Pháp bây giờ lên màu mới rất đẹp với cả nhà. Cả nhà thấy nè, hai bên chạm trổ lên màu con rồng mới to luôn, nguyên cái dàn rồng cả nhà thấy xung quanh là mới sơn màu mới lại hết á, rất là đẹp. Ở đây cờ hoa mới gắn hồi sáng này thôi nha cả nhà, mới gắn hồi sáng này thôi, chuẩn bị cho đại lễ rằm tháng 10 vào ngày mai ngày mốt. Rồi mình chạy xung quanh một vòng sẵn tiện ở xung quanh, nếu mà bạn nào chưa biết cái sự kiện hôm qua thì mình sẽ đi lướt qua cho các bạn cùng xem nha. Còn đây cầu hoa mới dựng lên hồi sáng này, cái vị trí này là của ngay chỗ này là cái chỗ bụ tháp của Đức Thượng Phẩm nha cả nhà. Bụ tháp của Đức Thượng Phẩm vẫn còn một số cô chú đang chỉnh trang phía dưới phía ngoài, nhưng mà dàn giáo tre thì gỡ ra rồi nha cả nhà. Đây dàn giáo tre là gỡ ra rồi đó, đang chỉnh trang phía bên ngoài để cho nó đẹp và mới to luôn, đẹp quá trời đẹp luôn nè. Ok. Rồi khu vực này là khu vực bụ tháp của Đức Thượng Phẩm, thì hai khu vực này đã dỡ dàn giáo tre rồi. Bây giờ xung quanh cả nhà thấy cờ hoa quá trời luôn nè, quá trời cờ hoa quá trời luôn. Mới dựng hồi sáng này, mình đi một vòng xung quanh đây. Đây cờ nữa quá trời luôn, rất là đẹp ngập lối luôn. Sẵn tiện ở đây là cổng chánh môn nha cả nhà. Thì cái sự kiện nổi tiếng từ tối hôm qua tới giờ là nó nằm ở cách đây có 30 mét, là ngay vị trí này. Sẵn gia đình Happy lướt qua cho cả nhà, cả nhà có thể tìm ở một video phát trực tiếp của gia đình Happy nha. Gia đình Happy chỉ lướt qua ngang chỗ này thôi nha cả nhà. Đây lướt ngang chỗ này thôi, lướt ngang chỗ này
là đây phía bên trái cả nhà thấy nha, là hôm qua ngay chỗ này là có một tai nạn kinh hoàng, một xe bán tải ủi thẳng vô đây làm bờ tường rào bị bể ra luôn nha cả nhà, nguyên cái xe bán tải cái đầu mớp dí mớp luôn nha. Góc chia sẻ thì cả nhà có thể vô một video gia đình Happy phát trực tiếp hồi sáng để xem chi tiết nha. Rồi tiếp tục toàn cảnh tòa thánh, thì cái hạng mục ở đây nó nằm trong tòa thánh, đi ngang sẽ thấy nha cả nhà. Gia đình Happy sẽ chia sẻ cờ hoa văn lối khắp nơi cho cả nhà cùng xem nha. Bên vị trí này là cổng số 12, tức là cổng số 2 cũ, cả nhà thấy nè, nhà gác cổng số 12 đây nè ha, nhà gác cổng số 12 nha. Rồi tiếp tục hành trình đó, phía bên phải cả nhà thấy cờ hoa quá trời luôn, ngập lối cờ hoa. Toàn cảnh tòa thánh Tây Ninh chuẩn bị cho đại lễ rằm tháng 10 ngày mai ngày mốt nha. Bây giờ cũng có nhiễu hột mưa nhẹ rồi nha cả nhà. Đây cờ hoa quá trời luôn, cập nhật với cả nhà. Hướng đi tới cả nhà đang nhìn thấy phía trước là hướng đi về đền thánh nha cả nhà. Như vậy cái hạng mục mới nhất đang đại trùng tu là bên trái cả nhà là khán đài Tây, hay còn gọi là Tây khán đài nha. Còn bên phải là Đông khán đài, là chưa có trùng tu tới. Khi nào có trùng tu thì gia đình Happy sẽ cập nhật với cả nhà nha. Bây giờ gia đình Happy đang đi chỗ này, là phía bên phải đi thẳng về đền thánh. Cả nhà thấy trước mặt cả nhà đây là đền thánh nè. Wow, rất đẹp. Mới văng cờ hồi tháng này, mới văng rất là nhiều nè, văng cờ rất là đẹp nha cả nhà. Chuẩn bị cho đại lễ rằm tháng 10, là một tấm kỷ niệm ở đây chia sẻ với cả nhà nha. Ok, rồi tiếp tục mình sẽ hướng ra báo ăn từ, cập nhật với cả nhà nè. Trên con đường ngày mai sẽ diễu hành trên đoạn đường này nha cả nhà, từ đền thánh đi ra báo ăn từ, cả nhà nhìn thấy nè. À thì phía bên trái cả nhà thấy cũng gắn rất là nhiều cờ hoa nha, cờ ba màu, biểu tượng của đạo cao đài, cờ ba màu nha, vàng xanh đỏ, biểu tượng của tam giáo quy nguyên, là Bình Bắc Vu, Nguyễn Xuân Thu và Phất Chủ nha cả nhà. Rồi cập nhật với cả nhà, hướng này là hướng đi về báo ăn từ hộ pháp đường, hướng đi ra cổng số 5 nha cả nhà. Bên trái bên phải cả nhà thấy là đó, dựng cờ hoa quá rất là nhiều luôn nha, rất là đẹp luôn nha, chuẩn bị cho đại lễ rằm tháng 10. Ngay chỗ này là hộ pháp đường, phía bên phải cả nhà thấy cũng có rất là nhiều nè, rất là đẹp nha, hộ pháp đường. Phía bên trái là bá hơi viên, phía bên là báo ăn từ, điện thờ Phật mẫu nha cả nhà. Ở đây có mới treo cờ hồi sáng, báo ăn từ, điện thờ Phật mẫu. Rồi tiếp tục hành trình, mình đi một vòng hết tòa thánh, toàn cảnh tòa thánh cho cập nhật với cả nhà nha. Cả nhà thấy video hữu ích bấm like ủng hộ tinh thần gia đình Happy nha, xin cảm ơn rất nhiều. Gia đình Happy đang phát trực tiếp ở kênh Happy TV chuẩn Full HD nha, cả nhà có thể xem tường thuật lại chuẩn 4K ở kênh Tuệ An Happy Family nha, xin cảm ơn rất nhiều. Bây giờ mình đang hướng đi ra chỗ này là cổng số 5 nha, bây giờ mình sẽ quẹo phải qua đại lộ Quai Linh Tiên. Chỗ này là đường đại lộ Quai Linh Tiên nha. Chỗ này là chỗ đi qua chỗ nhà thuyền Bát Nhã, chỗ mà rồng thần xuất phát mỗi lần mà đại lễ nha cả nhà, với lại tứ linh ngay vị trí ở đây nha, Long Lân Quy Phụng, ngay chỗ nhà thuyền Bát Nhã nha cả nhà. Trước mắt cả nhà đang đi đây là đại lộ Quai Linh Tiên. Rồi đây phía bên phải này
là nơi mà rồng, con rồng ngày xưa hay xuất phát để mà đi. Bây giờ là chỗ của những xe nhà thiền Bát Nhã nha cả nhà. Rồi rồi, phía bên phải, phía bên này, chỗ này là khách đình. Bên phải đây cả nhà cũng thấy là mới treo cờ hồi sáng này, cả nhà thấy, đại gia đình thấy nè, mới treo cờ sáng này, tức là treo cờ toàn bộ tòa thánh Tây Ninh phía bên trong. Gia đình Hấp Bi chạy một vòng xung quanh cho cả nhà cập nhật rõ à. Mới treo cờ lên luôn nha. Rồi để xem đại lễ rằm tháng 10 này như thế nào chi tiết, cả nhà nhớ đón xem video cập nhật gia đình Hấp Bi thường xuyên mỗi ngày nha. Bây giờ là hướng này là đi về hướng cổng số 12, đi về hướng ngay chỗ ba bụ tháp. Bên trong nội ô tòa thánh Tây Ninh nha cả nhà. Wow, bữa nay gió mùa đông thổi mạnh nha cả nhà. Mình đang cảm giác được cái hơi lạnh của mùa đông, gió lạnh quá trời luôn. Thượng Trung Nhật bên đây cũng có cờ nè, cả nhà thấy. Phía bên phải này là tổ của đàn khỉ nha cả nhà. Mỗi lúc 18 giờ hàng ngày là tất cả khỉ sau khi mưu sinh xong sẽ đi về khu vực này, phía bên phải này nè. Rất là đông, hàng ngàn con luôn. Sẽ đi bộ đi về đây nha. Còn bây giờ giờ này là đi kiếm mưu sinh, đi kiếm ăn ở xung quanh hết rồi. Rồi đi một vòng cả nhà thấy. Phía bên trái cả nhà là ngay chỗ ba bụ tháp hồi nãy mình xuất phát nè. À, cờ hoa văn lối rất đẹp luôn nha cả nhà. Wow. Cờ hoa văn lối rất đẹp. Rồi có một con khỉ đang băng qua đây, cả nhà thấy này, đang băng qua này, đó đó, nó đâu chạy qua kìa. Có một con khỉ đang băng qua đường. Rồi mình chạy một vòng xung quanh đền thánh cho cả nhà cập nhật không khí chuẩn bị đại lễ rằm tháng 10 bên trong nội ô tòa thánh Tây Ninh nha cả nhà. Wow. Đây toàn cảnh đền thánh à, chuẩn bị cho đại lễ rằm tháng 10 rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đây là hướng chánh tay, hướng từ phía sau nhìn lên nha cả nhà. Cái góc này quá trời đẹp luôn. Wow. Góc này quá trời đẹp, là hướng chánh tay. Cái góc này nhìn thẳng lên sẽ thấy cổng chánh môn nha cả nhà. Đây, hướng chánh tay. Đền thánh. Sau khi đại trùng tu lên nào mới rất đẹp nha cả nhà. À, wow, cập nhật với cả nhà toàn cảnh tòa thánh. Hôm nay đang chuẩn bị cho đại lễ rằm tháng 10 ngày mai ngày mốt nha. Wow, đây rất đẹp. Lễ phục là áo dài trắng nha cả nhà.
đây cả nhà thấy phía trước á, có các cô á, các chị á, đang quét sân là làm công quả nha cả nhà, làm công quả. Rồi ở đây cái góc bên đây bên hông cho cả nhà thấy thật là đẹp nè. Yeah, cả nhà thấy video hay dễ thương, bấm like ủng hộ tinh thần gia đình Happy nha, xin cảm ơn rất nhiều. Vừa rồi là toàn cảnh Thánh Tây Ninh dựng cờ hoa rất, chuẩn bị cho lễ lớn rằm tháng 10 ngày mai ngày mốt nha cả nhà. Tối nay có lễ cúng buổi tối lúc khuya nữa nha cả nhà. Gấp cập nhật cho ai muốn tìm hiểu và tham quan check in tòa Thánh Tây Ninh vào ngày mai với ngày mốt nha. Rồi, xin cảm ơn rất nhiều, chia sẻ với cả nhà rất là nhiều cờ hoa rất đẹp. Gia đình Happy xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn, hẹn gặp lại cả nhà ở video cập nhật tiếp theo nha. Xin chào.